Ta rất vui được gặp lại các người. Ta còn định giúp người sống thoải mái hơn một chút và thử giao chiến với tên đại đồ vô dụng đó rồi. Ôi không. Không, đừng hòng đụng tới cậu ấy. Mau chuẩn bị đi, chuồng báo. Hả? Saber? Không sao đâu, chỉ trị. Ta thua cả những đứa trẻ ngốc nghếch này sao? Vito. Ừ? Đừng để bị lừa, ông không được coi thường chúng đâu. Kaya có chưa bao giờ cho tôi một lời khuyên nào? Cho tôi cơ hội nữa. Được, sao không? Vì Golem của tôi có sức mạnh tuyệt vời nên cô không thể nào thua được. Golem của ông sao? Đúng là vậy. Hãy chú ý đến tác phẩm mới của tôi. Là Golem. Đây chính là tháp điều khiển mobile. Hôm nay nhiều đơn hàng quá. Thống trị trên toàn thế giới, một người một pizza. Hôm nay chúng ta đều đi giao hàng. Đi thôi. Thống trị trên toàn thế giới, một người là một pizza. Đồ giả, cậu không phải là chủ nhân thực sự của Dino Thunder. Mình sẽ lạc mất. Có thể là đường này. Tôi sẽ lấy thứ của tôi. Cậu đặt pizza đúng không? Cuối cùng cũng thấy rồi. Của cậu đây, chúc ngon miệng. Không, tên nào cơ. Gì đây hả? Chắc cậu đói bụng lắm rồi. Không có gì đánh bại được Dino Pizza mới là Pizza thơm đó. Chào, chúc ngon miệng nha. Thống trị toàn thế giới, một người là một pizza. Nè, quay lại. Cậu có thể giao pizza giỏi, nhưng không phải là bậc thầy Dino đâu. Mọi người làm tốt lắm. Cảm ơn. Thống trị trên toàn thế giới, một người là một pizza. Ôi không, mình quên lấy một pizza rồi. Nè Red. Giải cứu thế giới trước đi. Đến lúc đi rồi. Được. Đi thôi. Mình nên làm gì với Mammoth? Giúp bọn em đi. Không có thì tốt hơn. Try, giúp Mammoth hồi phục rồi dẫn theo đi. Ok. Đi thôi. Yo yo, không gì làm đảo điên bằng Sơn Sơn Pizza. Thưởng thức cùng gia đình và khiến họ thấy hạnh phúc. Nè Mammoth. Oh no try. Tên mình là Double MD. Mammoth không hiệu quả với tôi. Mammoth Double MD sao cũng được. Nô lệ Dino xuất hiện và mình cần cậu. Đầu mình. Khoan đã. Nô lệ Dino xuất hiện là cậu lại đau đầu hả? Nhìn kìa. Hả? Thấy rồi. Hả? Hy vọng không làm mất giấc ngủ của bậc thầy Dino trẻ con. Vito. Nhưng mà mọi người đâu rồi? Ta không nhìn thấy những kẻ đáng thương vô dụng kia. Trai và Mammoth sắp đến rồi. Ngươi dẫn bao nhiêu người đến đây cũng được, nhưng hôm nay ngươi sẽ được gặp Final Siren. Spinosaurus, hắn vốn được coi là nô lệ Dino hung hãn nhất đó. Cậu chủ, mình hợp nhất thôi. Đâu thôi. Hợp nhất cấp độ 5. Sẵn sàng. Đi biệt. Ủa, quà sao?
chắc sẽ là 2-1 rồi đó. Nè, không cân bằng. Vẫn chưa hết đâu. Hả, Kaya, thật bất ngờ, lâu lắm rồi không gặp chị. Im đi, kẻ thù của Đắc Nô. Kaya, chị sao vậy? Bạn mà. Mình là kẻ thù, tôi quay lại để trả thù. Tiến lên, Spinosaurus. Nhận lấy. Cái gì cũng kinh khủng hết. Đó là cơn gió lưỡi dao, có thể bắn được từ đuôi, từ lưng và từ vai nữa. Còn nữa, nếu như chúng đòn thì sẽ bị xé ra thành nhiều mảnh. Nếu vậy thì chuyển đổi. Hãy siêu phàm. Bây giờ thì tấn công tốc độ siêu phàm. Spinosaurus, cơn mưa lưỡi dao. Lưỡi dao từ trên trời rơi xuống. Nghe đi, chạy cũng vô dụng thôi. Ở đây an toàn rồi. Ta đang chờ ngươi đến đây. Không phải tự nhiên mà ở đó có kẻ hở đâu. Là cái bẫy đó. Là cái bẫy. Kha thật hiện hả? John à, trận này chắc tệ lắm đó. Ừ, mình biết. Nhưng mà mình không biết là nên làm gì thôi. Cuối cùng thì mình cũng trả thù được Red thay cho Đắc Đô rồi. Sẽ kết thúc tại đây. Spinosaurus, bây giờ là đòn cuối cùng. Tạm biệt bất thầy Dino Red. Cẩn thận. Hả? Ai vậy? Nè, có thể nào? Nhận chứng minh đi hoàng đế. Triệu tập bậc thầy Dino đích thực. Hợp chức cấp độ 5. Sẵn sàng. Biến hình. Senator biến hình. Hợp nhất Ultra Dino. Vĩ đại hợp nhất đây. Trai và Mammut cũng hợp nhất. Wow, ngầu quá. Lùi lại đi, để đó cho tôi. Ê, làm ơn trả tiền người ta đi. Cậu không có quyền là một bậc thầy Dino. Boomerang lưỡi dao. Đi sáng. Hả, không thể nào đâu. Wow, tuyệt. Mình cũng muốn chiến đấu. Cậu là đồ giả. Đây là trận cho bậc thầy Dino đích thực. Lùi lại đi, tôi kết thúc cho. Ở đồ giả, tôi hả? Đúng rồi đó, đây mới chính là bậc thầy Dino thắng trận chiến. Try biến hình, chuyển đổi try. Spinosaurus, tấn công lại.
Siêu. Tôi là Akan, người kế nhiệm duy nhất của bậc thầy Barian. Tôi yêu cầu cậu hãy tháo chuông báo Dino ra. Nhấc chân lên kìa. Còn chân kia nữa. Cảm ơn nhiều. Sao là học trò của Barian thì đòi lấy chuông chứ? Cậu ta không nên làm như vậy. Không ai làm việc chăm chỉ hay trưởng thành hơn Dress. Nà. Kìa, cậu ấy còn dọn dẹp rất là giỏi nữa. Với tư cách là bậc thầy Dino kiêu hãnh, mình tiêu diệt mọi bụi bặm. Bậc thầy Dino, bậc thầy quét dọn. Này Dress, đưa đó cho tôi. Đưa đây. Đây mới chính là cách một bậc thầy Dino thực thụ làm sạch mọi thứ. Công việc dọn dẹp đã hoàn thành. Thật tuyệt vời. Bây giờ thì chờ xem tôi nè. Tại sao cậu cứ giành đồ của tôi vậy? Bởi vì cậu dường như không thể làm đúng mọi việc gì cả. Cho đến bây giờ tôi đã làm rất tốt. Phải có tốt là đủ không? Bậc thầy Dino phải thật sự hoàn hảo. Anh ta phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ vũ trụ này. Đó là một bản sử thi. Mình là Res, bậc thầy Dino, và là người bảo vệ vũ trụ. Không phải. Cậu chỉ mới làm việc với chuông báo một thời gian. Chỉ có như vậy, nó chưa khiến cậu trở thành chủ nhân thực sự. Cậu nói cái gì? Chỉ có học trò của Byron, tôi, Akan, có thể hoàn toàn khai thác hết sức mạnh to lớn của chuông Dino. Vậy nên, tôi cần chuông báo Dino và biệt đội Dino. Không đưa cậu được đâu. Biệt đội Dino là bạn của tôi mà. Bạn? Cậu còn phải học rất nhiều thứ. Trở thành một bậc thầy Dino là một trách nhiệm vô cùng to lớn. Nghe này, một bậc thầy Dino cần phải... Đây không phải là một trò chơi đâu. Red, trước tiên cậu phải dùng biệt đội Dino để mà đi giao pizza nhanh như chớp. Bà thấy khả cậu mang đến một ngôi sao nhạc rock tham gia biệt đội vui vẻ của chúng ta. Tôi muốn đích thân chào đón cậu gia nhập đội. Công việc của ta đơn giản nhưng mà cao cả. Lan tỏa niềm vui khi mà tạo ra chiếc pizza ngon nhất, chiếc pizza thống trị thế giới vào thời điểm này. Pizza? Vậy đây chính là bậc thầy Dino mới đó hả? Tên cậu ta là Ai Khanh Quay. Hắn ta cũng là bạn của ngươi phải không? Dĩ nhiên là không rồi. Với ta chuyện làm sao ngươi biết hắn ta không quan trọng? Việc quan trọng là chúng ta phải tiêu diệt tên đó. Ta giao trách nhiệm vinh dự đó cho ngươi. Hay à, tiêu diệt tất cả bọn chúng. Chuyện là sao? Hả? Tự nhiên đâu đâu cũng xuất hiện rồi đòi chuông báo. Không phải ở đâu đâu sát. Không không, học trò duy nhất của Baron là ai? Akan. Vậy ai là người nên sở hữu chuông báo? Akan. Akan không có ở đó khi bậc thầy đưa ra lựa chọn mà. Bậc thầy Baron đã chọn Red trở thành bậc thầy Dino mới. Đúng vậy, nhưng bây giờ Akan đã chê. Và Akan là người duy nhất người có thể khai thác được năng lượng thực sự của bộ điều khiển Dino và dẫn dắt biệt đội Dino. Đúng vậy, không nghi ngờ gì. Giao phó tất cả chúng ta cho Red là nguyện vọng cuối cùng của Baron. Chúng ta đã thề sẽ làm theo ước nguyện cuối cùng của chủ nhân. Đúng vậy. Sao? Chuyện gì vậy? Cái cậu đang mắc kẹt trong quá khứ và tự dỗ dài mình thôi. Trời ơi. Đủ rồi đó. Chúng ta là biệt đội Dino đã có một lời thề thiêng liêng là làm theo nguyện vọng của bậc thầy Dino. Aka đã chứng minh cậu ta là bậc thầy Dino giỏi hơn. Khoan đã, Rex cũng xứng đáng là một bậc thầy Dino. Yo, Aka là bậc thầy của các trận chiến, còn Rex là bậc thầy giao bánh pizza đó. Yo. Cậu nói cái gì? Mình chỉ nói sự thật thôi, hiểu chưa? Nô lệ Dino. Cửa Mammoth, chạm trán Mammoth từ trường. Không có gì phải lo lắng. Trước đây chúng ta đã gặp rồi. Hey, Tyranno, Saber, Tego, tập hợp nào. Bậc thầy Dino thực thụ của hành tinh Dino sẽ lo liệu việc này.
hãy đứng lùi lại và xem đây. Serotonin, Double MG, Dry, hợp nhất cấp độ 5. Hợp nhất cấp độ 5. Chuẩn bị, sẵn sàng. Serotonin, biến hình. Ultra Dino, hợp nhất. Cậu cứ để đó cho tôi. Đây không phải là trò chơi. Vị trí của cậu là bên kia kìa. Đừng quên tôi đã từng đấu với hắn trước đây. Tôi biết phải làm gì. Vì vậy cậu hãy lùi lại đi. Cậu tránh ra đi. Những bậc thầy Dino thật thụ sao? Không hòa hợp với nhau như vậy thật sự xấu hổ quá. Chúng phải hợp tác cùng nhau chứ. Đi, ma mút từ trường. Bắn tia xích ngay cho ta. Lùi lại. Không cần phải cảm ơn tôi. Sự dũng cảm là điều cần thiết để trở thành bậc thầy Dino. Cậu ta đang bắn kìa. Cậu có thể cảm ơn tôi vì tôi là bậc thầy Dino. Trò cười của cậu đủ rồi đó. Với tư cách của bậc thầy Dino thực thụ của hành tinh Dino, tôi sẽ chiến đấu với hắn. Còn cậu thì tránh ra đi. Thật là thảm hại. Giờ hãy chờ xem sức mạnh của Nam Châm. Sức mạnh của Nam Châm. Khoan, kìa, Nam Châm cực nam đó. Phần chân của tôi nó bị sao vậy? Nè, chân mình vào đã. Cái gì vậy? Đó là sao? Tôi không có làm gì hết, là chân tôi tự động di chuyển. Nghe đi, cả hai cậu, do ma mút Nam Châm sẽ bắn ra các tia sét có từ trường, thì đó có nghĩa là bất kỳ đối tượng nào của nó bị trúng tia sẽ dính chặt lại với nhau giống như là Nam Châm. Một Nam Châm có thể gây hại được gì chứ? Serotonin, đi thôi. Ngươi nghĩ Nam Châm không thể gây hại được gì sao? Ma mút tư trường, hãy cho bọn chúng thấy sức mạnh của tư trường đi. Cái gì vậy? Sao vậy? Không giữ yên được chân sao? Red, cậu đúng là tên ngốc mà. Wow, hai người hợp tác với nhau rất tốt, truyền cảm hứng cho người khác nữa. Chúng ta tiếp tục chứ? Sử dụng tia stick cho ta. Nó đánh vào mông của chúng ta kìa. Chuyện gì xảy ra vậy? Mông của mình đau quá vậy. Đừng làm vậy nữa mà. Nếu hai người không thể hòa hợp với nhau, ta sẽ tách hai người ra. Một lần nữa bắn tia stick. Hai người về cùng một cực. Đối cực thì hút nhau, cùng cực thì đẩy nhau. Chuyện này thật là xấu hổ quá đi. Ultra Dino hoàng đế, đây là kết thúc. Phóng tia stick. Anh Khánh chuyển đổi Dino. Biến dẫn siêu thêm. Nó sẽ giúp cậu an toàn. Cẩn thận. Nguy hiểm quá. Nam Châm cực bất an trở nên vô cùng mạnh. Đã đến lúc ra tay giúp đỡ bạn chúng ta. Chuyển đổi ma mút. Tấn công sóng xung kích. Tôi không nghĩ thế đâu anh bạn. Sao không hút vào đâu đó đi. Xung kích. Thể thua một Nam Châm được. Nam Châm, đúng rồi. Nó là Nam Châm cho nên nếu như một mặt là cực bắc thì mặt kia là cực nam. Vậy mình cần phải làm gì? Cậu cần phải lật khiên trắng lại đi. Đúng vậy. Khiên trắng là một Nam Châm. Vì vậy khi lật khiên trắng lại ta sẽ có được cực nam. Phải. Và nếu một lực cực nam khổng lồ gặp một lực khác thì chúng sẽ bị đẩy ra xa với một lực mạnh hơn. Đến lúc cho Ultra Dino hoàn thế. Đi thôi. Final
Spinosaurus khởi động. Thanh kiếm Dino. John, Emily. Cậu thật là tuyệt vời. Chiến đấu cùng bạn bè đem lại cho cậu động lực lớn phải không? Mình và Emily biết được rất nhiều điều. Nghe nè Aiken, hãy chiến đấu cùng nhau được chứ? Đúng vậy, chúng ta thật sự phối hợp rất tốt. Nhưng tôi không thể thừa nhận cậu được. Thôi nào, Red được Marion chọn làm người kế nhiệm, cậu không thấy sao? Vì vậy chủ nhân thật sự của chúng ta là Rex. Đúng vậy. Tôi có thể hoàn toàn hiểu được cảm giác của các cậu. Nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục là một bậc thầy Dino thực thụ, dù có các cậu hay không. Sắp có đơn hàng lớn rồi các cậu. Nè, bình tĩnh đi. Trời ơi. Mammoth hả? Saber. Hay. Ờ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Saber xấu tính lắm. Cậu ấy khoe giao bánh pizza giỏi hơn tụi mình. Không phải xấu tính mà là sự thật. Cậu nói mình giao chậm quá, rồi còn nói người ta thả ăn rau hơn là chờ mình giao hàng nữa. Dâu, có giao hàng chậm một chút cũng không sao, miễn chúng ta đánh bại được Vito. Sẵn, nói về Vito và kinh nghiệm chiến đấu, tụi mình đã chiến thắng mà không cần có cậu. Nhìn đi anh chàng khó tính, kỹ năng của mình rất cao, phong cách chiến đấu của cậu đã cũ rồi. Mình là người đặt ra quy tắc cơ bản, không phải chơi diễu. Ê, cậu về phe nào vậy? Mình chỉ bị cuốn theo bài nhạc thôi mà. Cậu chủ, hãy để tôi giao bánh cho. Làm ơn, mình nghĩ đây là công việc của tụi mình. Phải, vận chuyển một đơn hàng lớn cậu cần suy nghĩ nhanh nhẹn và nhiều kỹ năng. Như là... Tụi mình cũng suy nghĩ nhanh nhẹn mà. Ồ, phải, chắc cậu nói đúng đó. Vậy, hay chúng ta thử xem ai nhanh hơn. Sao, bằng cách nào? Ồ, tổ chức thi đi. Ha ha, sẽ rất vui đó. Thôi nào Aiken, đua nào. Một cuộc thi giao hàng hả? Thời gian của tôi là có giá trị lắm đó. Cậu sợ chúng tôi thắng hả? Hả? Cậu thắng? Tôi là bậc thầy Dino thực thụ, không thể nào chúng tôi thua các cậu được đâu ha. Ngoài tầm kiểm soát mất rồi. Chỉ còn một cách là xem thôi. Red sẽ thắng. Khoan đã Aiken, tính đi bộ hả? Khởi động nào, bánh xe Dino. Wow, Nito. Ha, mình cũng chuyển đổi. Khởi động chuyển đổi. Chúng ta bắt đầu được chưa? Oh yeah. Chúng ta sẽ đếm đến 3, 1, 2, 3. Đi thôi. Không có gì vui bằng tự đấu lẫn nhau. Chúng ta có cần thêm gì đó mới lạ cho cuộc đua của bọn chúng không? Wow, đèn giao thông hôm nay tốt quá. Đừng cứ ngập thở gì hết khói xe của tụi này. Những tình nhóc mới lớn, Rex, quăng cho mình mấy cái pizza. Ok. Hãy để họ thử cái này. Mày lấy điện. Cậu ta đang dùng sức mạnh của mình. Đi thôi. Đội của bọn mình mạnh hơn. Móng vuốt laser. Red? Xin lỗi. Cậu thật sự muốn như vậy hả? Tụi mình không phải cố ý đâu. Được rồi, sẽ ra thôi. Đi sáng. Đó cũng không phải là do tôi cố ý đâu. Mà muốn try, đi thôi. Ok, try, sử dụng móng vuốt đi. Được thôi. Siêu tập.
tình gian xảo. Các cậu cũng làm như vậy thôi mà. Chuyện này thật là vui. Tyrano, Saber, giúp Daigo đi. Được. Đi thôi. Cậu muốn bỏ cuộc hả? Thừa nhận tôi là bậc thầy Dino thực thụ đi. Cậu chủ Red, mình xin lỗi vì chậm quá. Ổn thôi mà, tụi mình sẽ giúp. Thật sự rất vui. Mày lại điên. Ủa, đại phun nước ở thị trấn phía trước. Đây là cơ hội của chúng ta. Daigo, tới cậu. Rõ, tôi còn chủ. Hạt rào, biến đa. Chật lớp rồi. Cứ chờ xem, đi thôi. Các cậu, sao rồi hả? Cũng không tệ hơn. Chiến thắng có mùi như pepperoni và phô mát. Nhưng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc đâu. Đi. Chúng ta sắp tới bảo tàng rồi. Gần tới đích rồi. Đi thôi. Thừa nhận tôi thắng đi. Thực ra là bọn ta thắng rồi. Có nô lệ Dino. Ý của cậu là ở phía trước sao? Đúng vậy. Nhân cuộc đua, giờ đây sẽ là cuộc đua. Chúng ta sẽ phải đánh bại chúng trước. Ok. Chuyển đổi. Chuyển đổi. Sẵn sàng. Hợp nhất Dino. Hợp nhất Dino. Cũng không chỉ đại hợp nhất. Đi, hoàng đế. Hôm nay sẽ kết thúc. Khủng long đi đặt kết sâu rết. Phải làm gì đây? Chuyện này không tốt chút nào. Cầu lửa. Tia sáng. Quá dễ dàng. Cái gì? Nó không hề có tác dụng. Ta sẽ nâng cấp nô lệ Goblin lên một chút xíu. Nhận lấy này. Bấm vuốt. Laser. Đến giờ hai ngươi vẫn chưa học được gì sao? Không, Ethan. Cái búa đó thực sự quá nhanh đi. Tấn công hắn lần nữa. Ô không, cần phòng thủ chặt hơn. Tấm chắn. Hay lắm. Chuyển đổi. Chuyển đổi mà hút. Chuyển đổi Zico. Lá chắn âm thanh. Red, đó là khủng long Pinaco sao Red? Đuôi của nó là một cái búa khổng lồ. Nó phóng qua tiễn từ đuôi của mình đó. Mình ghét gương mặt ngu ngốc của Kai A vô cùng. Giúp mình chơi. Red. Không có chi. Akan, sao cậu dám làm đau Red vậy? Emily, Akan là đang cứu Red thoát khỏi nguy hiểm mà. Vậy thì cả hai phải chiến đấu cùng nhau chứ. Chứ không phải là đá vào mặt nhau như vậy. Cùng nhau sao? Giống như là 500. Akan cần phải lấy được thẻ mammut 500. Vậy thì có thể sử dụng để bắt 500 quan tử. Phải, bọn chúng sắp tiêu rồi. Mammut 500. Mammut 500 biến. Chuyện này thật là vô lý. Tới đây. Đưa đây cho ta. Mình cũng có thể cứu cậu. Chúng ta cường mạnh đó. Để mình. Yeah. Nè, cậu và tôi cần phải bắn cùng một lúc chứ. Sẵn sàng thôi. Chuẩn bị nào. Ok.
các ngươi không thể ngăn được nó đâu. Khủng long đi đặt kết sau rách. Sạc điện. Nhanh. Sức mạnh lần hai. Đại bác nắm chắc. Đây là gì? Không thể, không. Các người không trốn được đâu. Không thể nào. Quá tuyệt vời. Chắc chắn rồi. Tình Dread ngu ngốc và cả ai khan nữa. Gặp lại sao? Đại bác nam châm thật sự rất tuyệt vời. Nè ai khan, tôi thấy chúng ta nên chiến đấu cùng với nhau đi. Mình thắng rồi. Đúng vậy, mình giỏi nhất. Ta thua rồi. Tôi tưởng cậu với Cyber chung một đội chứ. Dino Pizza. Đúng đó. Nhưng mà thực sự mình đã thắng đúng không? Ý mình là về mặt kỹ thuật mình đã thắng nên cậu biết đó.